theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tính đến tháng 6 năm 2019, trên địa bàn còn 73 dự án chậm triển khai. Cụ thể có 9 dự án trong khu công nghiệp, 32 dự án nhà ở và khu đô thị, 32 dự án ngoài khu công nghiệp. Nguyên nhân là do trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư gặp một số vướng mắc, khó khăn, chủ yếu về thủ tục đất đai, về khả năng tài chính, các quy định pháp luật hiện hành chưa cụ thể, v.v. Ngoài các dự án chậm triển khai, tính từ đầu năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấm dứt hoạt động 32 dự án đầu tư, trong đó có 7 dự án đầu tư nước ngoài và 25 dự án đầu tư trong nước, đồng thời chấm dứt hiệu lực pháp lý 12 văn bản chủ trương đầu tư do nhà đầu tư không tiếp tục triển khai thực hiện dự án, dẫn đến chậm triển khai. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giãn tiến độ cho 30 dự án, bao gồm 2 dự án trong khu công nghiệp và 28 dự án ngoài khu công nghiệp.